Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của Quỷ Ấn trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện. Ở tập trước thì tên Mo Chốt Kê đã biết được sự hiện diện của bốn người không mời mà tới ở trong làng sương mù, và lão ta đã ra lệnh cho hai tên hộ pháp của lão đi đến để mà bắt giữ và giết không cần trình báo luôn. Và liệu nhóm của thầy Lương có trót lọt qua khỏi hay không? Bốn người chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay. Trời đã tối, đâu đó bên trong ngôi làng. Thước đang buồn nôn thì bị Bảo bịt miệng lại. Bảo nói: Anh định báo cho chúng biết là chúng ta đang ở đây à? Thước đập đập tay Bảo ra hiệu, nói Bảo buông tay. Thước trả lời: Còn nói à, chính vì cái suy nghĩ của cậu mà tôi đang mặc lên người bộ quần áo của người chết, toàn mùi tử thi. Bảo đáp: Cố gắng chịu đựng đi, đây là cách tốt nhất để đột nhập vào ngôi làng, đừng kêu ca nữa. Lão Sèn nhìn xung quanh rồi khẽ nói: Nhưng mọi người có thấy lạ không? Tại sao ngôi làng lại im ắng đến như vậy? Các ngôi nhà đều đóng cửa, không một ai ra vào. Lão Sèn vừa dứt lời thì từ phía xa, những tiếng chạy dồn dập, cùng với đó là những ánh đuốc đang cháy rực mỗi lúc một tiếng lại gần. Tất cả lập tức cúi thấp đầu, núp sau ruộng ngô tươi tốt. Từ đây, họ nhìn thấy đám đông cầm đuốc đó bắt đầu dừng lại, rồi phân chia nhau ra mỗi tên đứng án ngữ trước một ngôi nhà. Chúng cứ đứng canh chừng ở đó không chịu rời đi. Tiếp theo đó là một nhóm người trên tay lăm lăm vũ khí. Dẫn đầu là Lạc Đa và Lung Ta, chúng quát tháo: Thầy Mo có lệnh, tất cả phải ở yên trong nhà cho tới giờ tiến hành nghi lễ. Kẻ nào không nghe theo sẽ bị trừng phạt. Dứt lời, chúng bắt đầu kiểm tra từng nhà. Phía xa xa ở ruộng ngô, nơi nhóm của thầy Lương đang ẩn náu, Thước nói: Tôi nhận ra hai gã này. Bọn chúng chính là hai trong số bốn tên hộ vệ luôn túc trực bên cạnh Mo Chốc. Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận: Xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Thước, cậu vẫn còn nhớ con đường dẫn tới gian nhà gỗ phía sau vách núi đó chứ? Thước đáp: Cảnh vật nơi đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tôi vẫn nhớ. Mọi người, chúng ta đi thôi. Men theo những bụi rậm, lợi dụng trời tối, nhóm của thầy Lương với sự dẫn đường của Thước càng lúc lại càng đi sâu hơn vào bên trong ngôi làng. Nhờ vào mệnh lệnh giới nghiêm của Mo Chốc, không ai dám bước chân ra khỏi nhà. Vì vậy trong quá trình di chuyển, thầy Lương cùng mọi người cũng không gặp trở ngại nào khó khăn. Nhưng quan trọng đó chính là trí nhớ của Thước về địa hình ngôi làng. Trải qua vô số chuyện, bản thân còn bị điên trong một thời gian dài. Vậy nhưng khi trở lại đây, Thước nhớ rõ từng đường đi, nước bước trong ngôi làng. Cứ như thể Thước là người dân sống ở đây vậy. Trong lúc di chuyển, lão Sèn có hỏi: Liệu cậu chắc chúng ta vẫn đang đi đúng hướng chứ? Tôi cảm thấy đường càng lúc càng khó đi. Thước lau mồ hôi rồi khẽ đáp: Lão đừng lo, chúng ta đang đi đúng. Suốt quãng thời gian ở đây, tôi cùng một người bạn ngày ngày ghi nhớ từng chi tiết của địa hình, ngóc ngách trong ngôi làng để tìm đường thoát thân. Tuy mọi chốt kiểm soát không cho chúng tôi vượt quá phạm vi bên ngoài ngôi làng, nhưng lão vẫn để chúng tôi đi lại trong làng. Do vậy, mọi người hãy tin ở tôi. Thầy Lương nói: Tất nhiên là ta cùng mọi người đều tin tưởng cậu. Trải qua nhiều nguy hiểm, nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau mà chúng ta tới lúc này vẫn còn sống. Đột nhiên ta thấy có lỗi với mọi người. Nếu mọi người không gặp ta, thì giờ không ai phải mạo hiểm tính mạng của bản thân mình. Bảo đáp: Thầy lại nói thế rồi. Nhờ có thầy tôi mới phần nào giải đáp được khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Hơn nữa, việc này không còn là chuyện cá nhân của riêng ai. Ngăn chặn Mo Chốc, cứu lấy mạng sống của toàn bộ người dân trong làng. Tôi tin rằng, dù có là ai cũng sẽ không thể ngồi yên. Lão Sèn nói: Cậu Bảo nói rất đúng. Ban đầu mục đích của mỗi người chúng ta khi đến đây không giống nhau. Chứng kiến tận mắt những việc làm man rợ, đáng khinh bỉ của tên thầy Mo. Giờ đây, kẻ thù của chúng ta chỉ có một. Chính là Mo Chốc. Bất chợt Thước dừng lại, Thước nói khẽ: Vượt qua chỗ này, chúng ta sẽ đi lên vách núi đá. Nơi Mo Chốc nằm ở bên dưới vách núi đá, ngay phía sau thung lũng. Bảo nhăn mặt: Nhưng sao chỗ này thối thế? Thước đáp: Vì đây là nơi tập hợp rác rưởi, thậm chí là cả phân gia súc, phân người của người dân trong làng mà. Chính vì vậy nên chẳng ai đi qua đây cả. Chính nơi bẩn thỉu nhất lại là nơi chứa đựng những thứ chẳng ai ngờ tới. Bảo tiếp: Theo tôi thấy, mùi xú ế bốc ra ở đây còn khó chịu hơn mùi từ những bộ quần áo của người chết chúng ta đang mặc.
Bảo vừa nói xong thì Thước cởi bỏ luôn bộ quần áo lấy từ bãi xác đang mặc trên người. Thước nói: đã đi đến đây rồi thì khỏi cần phải cải trang hay giả dạng gì nữa. Mặc quần áo của người chết đối với tôi giống như một điều đại kỵ. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Khá vất vả, cả nhóm mới vượt qua được khu đầm lầy hôi thối, vượt qua vách đá treo leo. Cuối cùng họ cũng đến được nơi mà Thước dự tính từ trước. Vách núi phía sau thung lũng, nơi gian nhà gỗ mà Thước đã tận mắt chứng kiến bạn của mình bị Mo Chốc giết chết một cách đầy dã man. Bốn bề xung quanh tối om, chỉ có duy nhất ánh lửa hắt ra từ gian nhà gỗ khiến cho mọi thứ lờ mờ, dễ nhìn hơn một chút. Chỉ tay vào gian nhà, Thước nói: nếu đúng như những gì tôi nghĩ thì lão già ấy đang ở trong kia. Bình thường lão ta sẽ luôn có những tên hộ vệ túc trực bên cạnh. Nhưng chúng ta đều biết khi nãy đã có hai tên đi lục soát những ngôi nhà trong làng. Vậy cho nên đây chính là cơ hội tốt nhất của ta. Nếu tấn công bất ngờ, chúng ta sẽ khiến lão thầy Mo trở tay không kịp. Thầy Lương cũng đã nói đây là thời điểm lão già ấy đang suy yếu vì phải dồn toàn lực duy trì kết giới. Hơn nữa từ lúc trận pháp bị hóa giải, ít nhiều lão cũng bị ảnh hưởng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xuống dưới đó tiễn lão về đúng nơi dành cho lão mà thôi. Nhìn xuống bên dưới, Bảo có chút rùng mình. Bảo ấp úng: nhưng cao thế này thì sao xuống được? Anh định trèo xuống dưới đó thật đấy à? Trong lúc Bảo đang hỏi thì Thước đã bắt đầu buộc những sợi dây rừng lại với nhau. Thước có vẻ sốt sắng và vội vã hơn bình thường. Cũng phải thôi, trong gian nhà đó Thước phải chứng kiến cảnh bạn mình bị trùng độc xé xác chui ra ngoài, sau đó con trùng bị chính Mo Chốc ăn tươi nuốt sống. Mới đây cũng vì Mo Chốc, Thước đã phải dùng chính bàn tay của mình để giết chết người bạn thân nhất. Mọi uất hận, căm thù dồn nén vào lão thầy Mo độc ác bên trong gian nhà gỗ kia. Kẻ thù đang ở trước mặt, Bảo Thước sao có thể bình tĩnh lại được. Khi dây rừng đã được buộc lại đủ dài, Thước là người đầu tiên xung phong trèo xuống dưới. Sự vội vã của Thước khiến cho thầy Lương biết mình cần phải làm gì đó. Thầy Lương nói: khoan đã, cần phải có một kế hoạch rõ ràng. Lúc này hấp tấp sẽ hỏng việc. Hơn nữa, linh cảm của ta có gì đó bất an. Thước cau mày đáp: đã đến được đây, cơ hội lớn như thế này chẳng lẽ thầy định bỏ qua? Nếu chậm trễ, người của Mo Chốc sẽ quay trở lại. Lúc đó đừng nói là giết lão, đối phó với đám hộ vệ của lão thôi cũng là một điều không dễ dàng gì rồi. Nhưng lúc lão ta chưa phát hiện ra chúng ta, bên cạnh đó đám hộ vệ có lẽ cũng đã được lão giao nhiệm vụ đi thực hiện. Thầy Lương, đừng chần chừ gì nữa, không còn thời gian cho chúng ta suy nghĩ kế hoạch đâu. Chậm một phút, cơ hội sẽ trôi qua. Khi ấy không ngăn được lão mà còn khiến tất cả dân làng phải vong mạng. Kế hoạch của chúng ta bây giờ là xuống đó và giết chết lão thầy Mo. Lời của Thước cũng không sai. Quả thực đây là thời điểm Mo Chốc đang gặp nhiều ảnh hưởng nhất. Việc cử cả những tay sai đắc lực trực tiếp đi canh chừng từng nhà dân, lại còn lục soát, chứng tỏ lão đang cực kỳ cẩn trọng trước khi nghi lễ được diễn ra. Tuy nhiên, việc cẩn trọng quá mức lại khiến lão lộ ra sơ hở. Chắc có lẽ lão không thể ngờ được nhóm của thầy Lương lại có thể đến gần lão như vậy. Còn chưa kịp đáp lại thì thầy Lương đã thấy Thước trèo xuống, nhanh thoăn thoắt. Thước không tốn quá nhiều thời gian, Thước đã xuống đến nơi. Nhẹ nhàng, không chút tiếng động, như giao hẹn với Bảo từ trước. Khi Thước giật dây ba lần có nghĩa là bên dưới an toàn. Nhận được tín hiệu từ Thước, Bảo nhìn thầy Lương cùng với lão Sèn, Bảo nói: tôi xuống đây, hai người xuống sau nha. Thầy Lương muốn nói gì đó nhưng không kịp. Khoan! Bảo bình thường rất thông minh, nhưng giờ đây cũng đã quyết định hơi vội vàng. Hoặc đúng hơn, trong khoảng thời gian ngắn như thế này, Bảo không có lựa chọn khác. Dù sao một người trong nhóm cũng đã xuống rồi. Từ bên dưới, dây lại được giật giật ba lần. Lão Sèn nhìn thầy Lương, nói: tới lượt tôi, xuống dưới đó xong tôi sẽ đợi để đỡ thầy. Lão Sèn vừa định đu dây thì thầy Lương ngăn lại: dừng lại, để tôi đi trước, lão đi cuối cùng đi. Chẳng may có vấn đề gì thì lão còn phải kéo chúng tôi lên chứ. Nghe cũng hợp lý. Lão Sèn cụp chắc lại dây rồi đỡ thầy Lương chuẩn bị trèo xuống. Lão Sèn hỏi: thầy làm được chứ? Thầy Lương mỉm cười rồi gật đầu. Trước khi xuống, thầy Lương nói với lão Sèn một câu: nếu không muốn chúng tôi chết, lão phải chạy ngay đi. Đây là một cái bẫy, trốn đi, lão Sèn. Lão Sèn rùng mình khi nghe những lời đó từ thầy Lương thì như chết lặng. Trong đầu lão hiện lên hai sự lựa chọn.
Một là xuống đó cùng với mọi người, hai là làm theo lời thầy Lương và bỏ trốn. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lão Xèn đã đưa ra quyết định của bản thân. Ánh đuốc đột nhiên cháy sáng rực, dựa lưng vào vách núi, Bảo thì sững sờ, Thước lăm lăm con dao trong tay, nghiến răng muốn liều chết. Còn thầy Lương vẻ mặt vẫn thản nhiên, không chút e sợ. Bảo nói: Chuyện này là sao? Thầy Lương đáp: Chúng ta bị bao vây rồi, Thước, bỏ dao xuống. Đây chưa phải lúc để chết một cách vô ích. Nãy giờ Thước vẫn chờ đợi một người, đó là lão Xèn. Nhưng tại sao thầy Lương đã xuống được một lúc mà vẫn không thấy lão Xèn đâu? Thước hỏi. Lão Xèn đâu rồi? Thầy Lương khẽ cười. Có lẽ lão đang đi cứu chúng ta rồi. Từ phía sau, một gã to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, phần đầu gần như là cạo trọc, chỉ để lại một lọn tóc được bệnh lại nhỏ xíu từ trên đỉnh đầu thả xuống sau gáy. Gã trợn mắt hỏi. Chỉ có ba con chuột sập bẫy thôi à? Xem ra một con đã chạy thoát. Nhưng không sao, kẻ mà chủ nhân phải bận tâm cũng đang ở đây rồi. Chủ nhân có lệnh, bắt được các người giết ngay lập tức. Tuy nhiên, trước khi ra tay, ta muốn hỏi lão già có chòm râu bạc kia một câu. Người là ai? Thước nuốt nước bọt. Kẻ đang đứng trước mặt Thước là Ma Đốc, một trong bốn tên hộ vệ của Mo Chốc. Khoảng thời gian sống trong làng sương mù, Thước được biết Mò Chốc có bốn tên hộ vệ luôn đi bên cạnh, thay lão truyền tải mệnh lệnh đến toàn bộ người dân trong làng. Bốn tên này cũng đồng thời là đao phủ, là những kẻ sẽ thực thi sự trừng phạt lên những người dân mang tội phản kháng. Khi nhắc tới bốn hộ vệ của Mò Chốc, dân làng lập tức sợ hãi đến run rẩy. Thầy Lương mỉm cười đáp: Ta chỉ là một người hành nghề bốc mộ. Tuy nhiên, ta lại biết rất rõ về những gì các người đang âm mưu tại vùng đất này. Mò Chốc, người đang nghe thấy ta nói phải không? Khoảng 40 năm về trước, thảm sát tại thôn Đại An với 300 thôn dân chết cùng một đêm. Nguyên nhân cái chết được cho là tự sát. Tuy nhiên, trên người họ đều hằng lên một ấn chú. Và đó là ấn chú của Cổ Đạo, một tông phái cổ xưa có nguồn gốc từ Tây Tạng. Điểm trùng hợp chính là cái đêm 300 thôn dân Đại An chết tức tưởi ấy cũng vào đêm trăng tròn tháng 8. Kẻ gây ra vụ việc ấy chính là người. Ta nói đúng chứ, Mò Chốc? Năm ấy có vẻ như người đã thất bại trong việc khiến quỷ hồn tái sinh. Sự vụ thôn Đại An khiến cho người bị truy lùng, săn đuổi bởi các tông phái thuộc Mật Tông. Có lẽ chính vì lý do này mà ngươi cùng đám tàn dư bộ hạ của mình phải chạy trốn sang Việt Nam để tiếp tục nuôi mộng, phục quỷ, báo thù. Mà Đốc nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Hắn gằn giọng: Ngươi đang lảm nhảm gì vậy? Mà thôi, trước khi chết cũng khó mà bình tĩnh được. Nếu đã trả lời xong thì các ngươi chết được rồi. Nhưng bất chợt, trong đầu Ma Đốc vang lên giọng nói của Mo Chốc: Không được giết bọn chúng, bắt chúng lại, ta sẽ đến để gặp bọn chúng. Ma Đốc trả lời trong suy nghĩ: Chủ nhân, sao lại vậy? Mo Chốc tiếp: Đó không phải việc của người, bắt sống lũ chuột đó lại, ta sẽ trực tiếp gặp bọn chúng. Ta vừa chợt nhận ra, không chỉ một, mà tất cả bọn chúng đều vô cùng đặc biệt. Dường như một trong số chúng có chút gì đó liên kết đối với quỷ ấn. Ma Đốc không dám trái ý, hắn ra lệnh cho người của mình: Trói chúng lại, giải vào trong. Người của Ma Đốc ập tới, Thước lăm lăm con dao trên tay với ý định liều chết, nhưng thầy Lương khẽ nói: Đừng tự đánh mất cơ hội sống của mình. Nếu như cậu còn muốn trả thù, hạ dao xuống, đây chưa phải lúc chết. Bảo nuốt nước bọt. Khi nãy Bảo còn tưởng tất cả sẽ bị giết chết rồi. Bảo hỏi: Sao tự nhiên hắn lại thay đổi ý định, không giết chúng ta nữa? Thầy Lương đáp: Không phải hắn, mà là Mo Chốc muốn chúng ta còn sống. Có vẻ như những gì ta vừa nói thực sự có tác dụng. Thước, đừng chống cự. Cậu phải nghe ta. Nếu chết lúc này, cậu sẽ không bao giờ trả thù được cho bạn bè của mình nữa. Cậu không định chết một cách vô nghĩa đấy chứ? Thước cau mày,
đôi tay rung lên vì giận dữ, nhưng cũng đành buông dao chịu trói. Cả ba người bị trói chặt. Sau đó ma đốc cho người áp giải thầy Lương, Bảo và Thước vào bên trong gian nhà, trói tất cả vào cột nhà. Ma đốc ra lệnh cho người của mình ra hết bên ngoài, còn hắn thì đứng đó canh chừng. Một lát sau, có người bước vào bên trong, đó chính là Ba Phổ. Thấy Ba Phổ, ma đốc hỏi: "Đã bắt được con chuột kia chưa?" Ba Phổ đáp: "Vẫn chưa tìm thấy nó." Nhìn thầy Lương, Bảo, Thước đang bị trói, Ba Phổ ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi vẫn để cho chúng sống? Chẳng phải chủ nhân có lệnh bắt được là giết ngay lập tức hay sao?" Ma đốc nghiến răng đáp: "Chẳng hiểu tại sao khi ta định ra tay thì chủ nhân lại ngăn cản. Có lẽ một lát nữa thôi, chủ nhân sẽ tới đây để gặp bọn chúng." Ba Phổ đi lại, nhìn rõ mặt từng người trong nhóm thầy Lương. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nếu chủ nhân đã nói như vậy thì chắc chắn ngài ấy phải có lý do. Dù sao giờ đây bọn chúng cũng như mấy con chuột mắc bẫy, muốn giết lúc nào chẳng được." Tím tóc Thước, Ba Phổ giật ngược mặt Thước lên rồi trừng mắt nói: "Thằng khốn nhà ngươi, suýt chút nữa báo hại cả bốn người chúng ta phải chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Lẽ ra ngươi nên biết quý trọng cái mạng chó của mình. Lần này thì mày hết cơ hội rồi." Thước nhổ nước bọt vào mặt Ba Phổ. Thước cười nhếch mép: "Tốt nhất là mày nên giết tao ngay bây giờ. Bởi chỉ cần tao còn sống, không chỉ lũ chúng mày mà cả lão già khốn kiếp kẻ chúng mày gọi là chủ nhân kia, dù có thành ma tao cũng không tha cho chúng mày đâu." Đưa tay lên mặt lau bãi nước bọt Thước vừa nhổ, Ba Phổ gào lên: "Thằng súc sinh!" Đoạn gã toan rút con dao đeo bên hông dí thẳng vào cổ họng của Thước. Trong lúc điên cuồng, suýt chút nữa Ba Phổ đã cắt cổ Thước nếu như không có ma đốc ngăn lại. Kéo ngược Ba Phổ ra sau trước khi hắn phạm sai lầm, ma đốc nói: "Bình tĩnh lại, ngươi định làm trái lệnh của chủ nhân sao? Nếu ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống nổi đâu." Dù đang phát điên, nhưng những lời ma đốc nói lập tức khiến Ba Phổ lấy lại bình tĩnh. Bởi chỉ cần nghĩ đến mo chốc, hắn đã phải nổi da gà. Ba Phổ đáp: "Cảm ơn ngươi. Suýt chút nữa ta đã phạm sai lầm rồi. Tên khốn này có lẽ biết mình không còn cơ hội sống, nên trước khi chết nó cố tình chọc tức để ta làm trái lệnh chủ nhân. Để ta chết cùng đây mà, khốn kiếp!" Nhìn Thước, Ba Phổ nhoẻn miệng cười. "Ngươi yên tâm, khi chủ nhân xong việc, chính tay tao sẽ giết mày. Và mày nên nhớ, con đường dẫn tới địa ngục của mày sẽ rất xa, bởi vì tao không để mày chết một cách dễ dàng đâu." Không đạt được mục đích, Thước tức tối vùng vẫy, nhưng bị trói quá chặt, Thước không thể làm gì hơn. Thước quay sang trách móc thầy Lương: "Lẽ ra tôi không nên nghe theo thầy, để tôi liều mạng với chúng, dù có chết tôi cũng phải kéo theo một tên đi cùng. Bây giờ thì sao? Chúng ta bị trói như những con vật, không thể chống cự, chỉ biết ngồi một chỗ chờ chết. Đây là kế hoạch của thầy hả?" Thầy Lương im lặng không đáp, mặc cho Thước cứ thế gào lên. Không chịu nổi, Bảo nói lớn: "Im đi, anh không nhớ vì ai mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này à? Lúc đó chính thầy Lương đã nói mọi chuyện có chút bất ổn, cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng chính anh là người bỏ qua những lời nói đó, tự mình vội vàng lao vào bẫy của bọn chúng. Nếu không có thầy Lương, giờ này các anh và tôi không còn nói được nữa đâu." Nhìn Thước và Bảo cự cãi, Ba Phổ, Ma Đốc càng khoái trí, chúng cười hả hê. "Nhìn xem, lũ chuột đang cắn xé lẫn nhau kìa. Đúng rồi, cứ tiếp tục đi, cho bọn ta thấy bản chất thực sự của các ngươi đi. Dù sao các ngươi cũng chỉ nói được một khoảng thời gian ngắn nữa thôi." Bất chợt, nơi chiếc ghế có hình thù kỳ dị bỗng phát ra tiếng động, là tiếng mở ra của lối đi bí mật nằm ngay phía sau ghế. Nghe thấy âm thanh đó, lập tức Ba Phổ, Ma Đốc im bặt, tắt ngay nụ cười. Bởi chúng biết, người sắp xuất hiện chính là Mo Chốc, cũng là chủ nhân của chúng. Tiếng gậy chống vào sàn nhà, kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi lên. Mo Chốc xuất hiện với một dáng vẻ có phần tiều tụy, mái tóc xõa dài bạc trắng, đôi bàn tay gầy gò cầm cây gậy có hình đầu rắn, gắn đầu lâu người. Ngay cả Thước cũng không thể tưởng tượng nổi lão thầy Mo lại trở thành thế này. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cùng với đó là điệu cười mang rợ thì không thể lẫn vào đâu. Lão chính là Mo Chốc. "Thú vị đây. Để xem ta đang có gì ở đây nào."
Ba Phổ, Ma Đốc quỳ gối xuống hành lễ với Mo Chốc. Ma Đốc nói: Chủ nhân tha tội, thuộc hạ đã để một tên chạy thoát. Ba Phổ tiếp: Nhưng chủ nhân yên tâm, hắn chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây. Đã cho người đi tìm kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn mà thôi. Mo Chốc gật đầu, lão ra hiệu cho hai tên hộ vệ đứng dậy. Lão nói: Không sao, các người đã làm rất tốt. Việc bỏ lọt một tên cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Bởi lẽ kẻ nguy hiểm nhất trong số bọn chúng đang có mặt ở đây rồi. Chuyện ở đây đã có ta lo. Hai người ra ngoài đi. Hơi lưỡng lự, nhưng mệnh lệnh của Mo Chốc là tối thượng. Ba Phổ, Ma Đốc vân dạ, rồi rời khỏi gian nhà gỗ đứng cảnh giới ở bên ngoài. Lúc này Mo Chốc mới từ từ tiến lại gần thầy Lương. Nhìn cận mặt lão thầy Mo, Bảo có chút rùng mình vì bộ dạng cũng như sự kỳ quái phát ra từ lão. Nhất là mỗi khi lão nhoẻn miệng cười, điệu cười khiến Bảo nổi da gà. Và giờ Mo Chốc đang nhìn thẳng vào thầy Lương rồi cười như vậy. Nói ta nghe, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết rõ những chuyện xảy ra trong quá khứ như vậy? Nhìn ngươi ta có thể đoán, lúc đó chắc chắn ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc. Vậy thì vì sao ngay cả đến quỷ hồn mà ngươi cũng tường tận? Những kẻ tầm tuổi như ngươi, ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết đến thứ gọi là cổ đạo nữa chứ. Nhà ngươi khiến ta vừa có cảm giác lo lắng, một chút sợ hãi, và vừa khiến ta tò mò. Nói đi nào, hỡi kẻ phá đám to gan kia. Thầy Lương nhìn Mo Chốc, nhếch mép cười. Thầy Lương đáp: Ra là vậy. Những điều mà ta suy nghĩ rồi liên kết lại trong những ngày vừa qua đều đúng. Chính người, không, nói đúng hơn là chính những kẻ mang tư tưởng trùng hưng cổ đạo như người đã gây ra vụ thảm sát tại thôn Đại An năm đó. Đúng như lời người nói, vụ việc năm ấy xảy ra khi ta chỉ là một đứa trẻ. Nhưng nếu người muốn biết tại sao ta lại nắm rõ tường tận sự việc, thì ta sẽ nói cho người lý do. Người đã từng nghe đến cái tên Khúc Quân bao giờ chưa? Mo Chốc bậm môi, nheo đôi lông mày, hai mắt cau lại. Lão trả lời chỉ sau vài giây suy nghĩ: Khúc Quân mà ngươi vừa nhắc đến phải chăng chính là đệ tử chân truyền của Liêu Đỉnh, một vu sư huyền thoại, là người giỏi nhất trong việc sử dụng vu thuật, là bậc kỳ tài về vu thuật, được chính Liêu Đỉnh dạy dỗ. Khả năng của Khúc Quân ngay từ khi còn trẻ đã khiến tất cả phải kiêng dè. Tuy nhiên, không ai biết lý do vì sao Khúc Quân đột nhiên biến mất. Thầy Lương cười lớn. Xem ra lão thầy Mo đây hiểu biết quả thực không tồi. Đúng là như vậy. Năm đó, ta chính là cậu bé đã đi theo sư phụ Khúc Quân tìm tới thôn Đại An nhưng không kịp. Khi ta và sư phụ đến nơi, toàn bộ thôn dân đều đã chết. Sư phụ xem thiên tượng đoán được hướng đông sắp xảy ra kiếp nạn, khiến nhiều sinh linh phải chết. Tiếc thay cho người, không cứu được ai dù chỉ một mạng. Người đời gọi sư phụ là vu sư, nhưng người không nhận cái danh đó. Người nói người chỉ là một vị đạo sĩ ẩn dật sống trên núi mà thôi. Tới khi người tìm ra nguyên nhân cái chết của 300 thôn dân Đại An do cổ đạo có nguồn gốc từ Tây Tạng, cũng là lúc trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, các tông phái thuộc Mật Tông đã ra sức bài trừ mầm mống cổ đạo Nguyên Thủy. Những tưởng các người không còn chốn dung thân, không ngờ được rằng vượt qua biên giới Trung Quốc, người đã tìm đến vùng đất này. Mo Chốc cũng cười. Chẳng hiểu tại sao khi nghe thầy Lương nói đến đây, lão lại bật cười một cách thống khoái. Ta hiểu rồi. Người là đệ tử của Khúc Quân. Chẳng trách bản lãnh lại lớn đến như vậy. Ta còn đang đau đầu thắc mắc, tại sao một thầy bùa Việt Nam lại có thể nắm rõ được tất cả những gì liên quan đến cổ đạo đến như vậy? Nhưng người đã nói sai một điểm. Đó là bản thân ta
không phải do bị truy đuổi mà trốn đến đây. Quả thật, thời điểm đó không mấy dễ dàng đối với ta. Tuy nhiên, ngươi đừng quên, cổ đạo đã tồn tại trước đó cả ngàn năm, lúc thịnh lúc suy, nhưng chưa bao giờ chúng ta bị xóa sổ. Chỉ cần ta muốn, các ngươi sẽ không thể nào tìm thấy ta. Thầy Lương nói, nếu như vậy, chắc chắn ở nơi này phải có một điều gì đó khiến cho người nhòm ngó. Nhiều khả năng, thứ này có liên quan đến thứ gọi là quỷ hồn. Mo Chốc khẽ quay mặt đi rồi đáp, rất thông minh. Càng lúc ta càng tin người đích thị là đệ tử của Khúc Quân. Có điều, tại sao một kẻ như người lại lặn lội đến tận đây? Chẳng lẽ ngay từ đầu người đã biết có sự xuất hiện của quỷ hồn? Thầy Lương tiếp, mọi chuyện đều do ý trời, là ông trời sắp đặt. Bản thân ta cũng không nghĩ lại tìm được kẻ đã cướp đi sinh mạng của 300 thôn dân Đại An, mà năm đó sư phụ ta cũng không cách nào tìm ra. Chắc có lẽ ông trời muốn ta thay sư phụ hoàn thành nốt công việc dở dàng 40 năm về trước, cũng là một cách giúp ta khiến sư phụ ở trên trời được thanh thản. Bởi vụ việc tại thôn Đại An là một trong những nỗi đau đớn trong suốt quãng đời còn lại của người. Mo Chốc phá lên cười. Nói như vậy có nghĩa là Khúc Quân đã chết. đang tiệc thầy. Ta cứ nghĩ một người như ông ta sẽ sống trường thọ chứ. Một đời giúp đỡ nhân gian, hê thiền hành đạo, cuối cùng cũng nằm sâu dưới vại tất đất. Thế cho nên, chỉ có cổ đạo mới là thứ giúp cho con người vươn lên ngàn bằng với trời đất. Khi quỷ hồn nhập thế, mọi thứ sẽ được lập lại một trật tự mới. Mo Chốc tiến lại chiếc bàn, nơi có đặt tay nải của thầy Lương ở đó. Mo Chốc nói, để ta xem. Đệ tử của Khúc Quân liệu rằng có bảo vật chân truyền nào hay không? Mở tay nải của thầy Lương ra, bỏ qua những thứ khác, sững người, Mo Chốc run run đôi bàn tay lấy ra một thứ. Lập tức khuôn mặt thầy Lương hơi biến sắc. Nhưng một khi đã rơi vào tay lão thầy Mo, chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu. Mo Chốc cầm vật đó trên tay, rồi quay lại nhìn thầy Lương. Lão nhoẻn miệng cười đầy kinh dị. Cổ độc kỳ thư. Đây chẳng phải là cuốn kỳ thư được cho là bảo vật thất truyền của vô sư Liêu Đỉnh hay sao? Trong giới từ những thầy bùa nhỏ nhoi cho đến những đạo sĩ cao tay, hay ngay cả như những thầy phù thủy đều truyền tai nhau rằng có được cổ độc kỳ thư sẽ nắm được toàn bộ vu thuật từ thời cổ đại. Có người nói cuốn kỳ thư này là do Liêu Đỉnh tìm được trong một hang động băng. Nhưng cũng có người nói chính Liêu Đỉnh đã viết ra cuốn kỳ thư này. Nhưng ta thì nghĩ khác. Cuốn kỳ thư là sự kết hợp của cả hai điều trên. Trong cuốn kỳ thư có những tà thuật, bùa phép từ thời xa xưa, nhưng cũng có cả những bí thuật của riêng Liêu Đỉnh. Những cổ thuật bị cấm đều được Liêu Đỉnh nghiên cứu rồi ghi chép lại vào đây. Thật không ngờ, trong tay người lại có cuốn kỳ thư thần bí này. Mo Chốc vội mở cuốn kỳ thư vừa tìm thấy trong tay nãy, nhưng rồi lão khựng lại. Lão đem cuốn kỳ thư đến trước mặt thầy Lương rồi hỏi, khốn kiếp, tại sao quyển kỳ thư này chỉ có một nửa, những trang còn lại đâu? Thầy Lương mỉm cười. Thầy Lương đáp, điều đó ta cũng không biết, bởi đây vốn dĩ không phải nguyên bản của cổ độc kỳ thư. Quyển kỳ thư thật đã cháy thành tro, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mo Chốc trừng mắt, ngươi nói dối, không kẻ nào điên rồ lại đi đem đốt đi báu vật như thế này cả. Phải chăng kẻ đó chính là ngươi,
người đã hủy nó sau khi đọc hết tất cả những gì bên trong. Thầy Lương đáp, tùy ngươi suy nghĩ, nhưng một nửa quyển kỳ thư ngươi đang cầm trên tay chỉ là bản được chép lại. Nhìn thẳng vào mắt thầy Lương, Mò Chốc cười rồi nói tiếp. Không sao, không sao. Nếu người biết hết tất cả những ghi chép trong quyển kỳ thư thì ta cũng sẽ biết. Bởi vì ta có cách ăn hết tất cả những gì mà người giấu bên trong đầu của người. Thật không ngờ người lại đem đến cho ta một món quà lớn đến như vậy. Từ nãy đến giờ, Mo Chốc chỉ chú ý đến thầy Lương, không đếm xỉa gì đến Thước và Bảo. Điều này khiến Thước nổi giận. Kẻ thù giết bạn đang ở ngay trước mắt, nhưng lực bất tòng tâm. Thước gào lên. Lão thầy Mo đáng chết, cửa địa ngục đang chờ sẵn mày rồi. Mo Chốc quay sang nhìn Thước bằng một ánh mắt thương hại, mặc cho Thước cứ thế chửi bới. Lão vẫn chẳng hề quan tâm. Ngược lại, lão tiến tới gần Bảo, nhìn kỹ khuôn mặt của Bảo. Thậm chí lão còn nhắm mắt ngửi ngửi cơ thể của Bảo. Sau cùng lão cười. Quả không sai, người thật sự là người có liên quan đến vườn. Tự người phát tỏa ra một khí tức cũng như mùi hương đặc biệt. Mùi này giống với con của ta. Giờ ta đã biết kẻ nằm đó nẫn tay trên vật tế thần chính là người. Nhưng đừng sợ, vì người đã mang đến thế giới này một bản thể hoàn hảo, thứ mà mấy trăm năm qua, trải qua nhiều đời lưu giữ quỷ hồn vẫn không thể nào tìm kiếm nổi. Ta sẽ không giết người. Nhờ có người, quỷ ấn mới xuất hiện. Chắc hẳn tình yêu của người và cô gái đó vô cùng thanh khiết, mãnh liệt. Chính vì vậy, đứa trẻ được sinh ra bởi thứ tình yêu ấy đã được quỷ hồn lựa chọn. Bảo run run giọng. Nói như vậy có nghĩa là Sương thực sự đã sinh cho tôi một đứa con. Mo Chốc nhìn Bảo rồi nói. Cô gái tội nghiệp đó tên là Sương sao? Đúng là vậy. Nhưng giờ thì đó không phải con của người nữa. Bảo nghiến răng, Bảo gầm lên, nhưng tất cả đều vô vọng. Mo Chốc gọi lớn. Bà Phổ, Ma Đúc, hai người vào đây. Hai tên hộ vệ của Mo Chốc lập tức bước vào trong. Mo Chốc ra lệnh. Đem chúng nhốt vào củi, canh chừng cẩn thận. Sau khi nghi lễ được tiến hành, ta sẽ cần đến bọn chúng. Thời gian không còn nhiều nữa, không được để bất cứ rắc rối nào xảy ra. Ba Phổ đáp. Thưa chủ nhân, vậy còn con chuột đang lẫn trốn thì chủ nhân tính sao? Mo Chốc đáp. Khỏi lo, chúng ta đang giữ trong tay lũ chuột này, thì tự nhiên con chuột đó sẽ mò đến mà thôi. Đến lúc đó, tự nó sẽ chui đầu vào rọ. Mo Chốc quay trở lại hang động bên dưới lòng đất. Thầy Lương, Thước và Bảo thì bị áp giải đến một nơi giam giữ khác. Chúng nhốt mọi người vào trong một cái củi lớn. Bên ngoài rất nhiều người canh gác, trong đó cả Ba Phổ, Ma Đốc cũng đứng cảnh giới. Có vẻ như chúng tiếp tục lên kế hoạch để bắt Lão Xèn nếu như Lão Xèn xuất hiện. Bị trói trong củi, Bảo vẫn chưa ngừng khóc. Sự thật là Sương đã chết, nhưng những giọt nước mắt đang rơi ấy không hoàn toàn bởi vì đau thương. Có một chút hạnh phúc, vui mừng khi chính Mo Chốc nói, Sương thực sự đã hạ sinh một đứa con. Bảo cầu xin thầy Lương. Thầy Lương, hãy giúp tôi ra khỏi đây. Tôi và Sương thật sự có một đứa con. Tôi phải gặp được nó, xin thầy. Thầy Lương nói, cả ba chúng ta bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào người đó mà thôi. Lão Xèn, tôi hy vọng lão vẫn bình an vô sự. Không chỉ ba người chúng tôi, mà sinh mạng của toàn bộ người dân trong làng đều nhờ vào lão.
Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Trong tập trước thì Thước không báo, Thước đợi đến tập hôm nay Thước mới báo nha các bạn. Trời ơi, Thước báo mà chịu không nổi luôn á các bạn. Khi mà Thước hấp tấp như vậy, từ cái lúc mà ở trong làng là cứ hấp ta hấp tấp đi tới, kiểu như là nôn á, một phần là nôn nóng muốn trả thù cho tất cả những người bạn của Thước, một phần còn lại á là Thước cũng thấy tình thế rất là cấp bách rồi. Nếu mà chần chừ thì sẽ bị người khác tiến tới để mà ngăn cản, chứ Thước không có nghĩ, Thước chủ quan, Thước không nghĩ là mình đang đi vào cái bẫy mà bị giăng ra. Thì ok, tới cái đoạn đó Bắp vẫn có thể thông cảm cho Thước nha. Tại vì lúc đó nhanh quá, chưa có gì hết là tọt chui xuống dưới rồi. Thế là Bảo cũng mất đi lý trí luôn, tại ông kia quýnh quá, cái mình cũng quýnh theo, thấy thời gian cũng cấp bách mà Thước nói thì cũng có lý, thế là cũng chui cái tọt đi xuống rồi thấy thầy Lương lắc đầu rồi đó. Chưa kịp nói gì hết là hai thằng đó lại mất tiêu rồi. Thế là thầy Lương cũng phải đi, tại vì lúc này thầy Lương biết là đi rơi vào trong bẫy rồi, nếu mà thầy không đi theo chắc chắn hai người kia sẽ bị giết liền ngay lập tức. Cho nên á, thầy mới nói với lão Sèn là để thầy đi trước, rồi thầy nói với lão Sèn là đi để tìm cách cứu thầy, bởi vì bọn họ đã bị rơi vào bẫy rồi. Tức là thầy Lương á, là biết đó là bẫy nhưng mà vẫn đi xuống. Nếu mà không có thầy á, là Thước và Bảo sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng mà nhờ có thầy Lương nói những cái câu chống chế, có cảm giác như là thầy Lương nói để mà câu giờ, nhưng mà tất cả những gì mà thầy Lương nói là đúng hết trơn. Tại vì thật sự ban đầu á, là lão Mo Chốc đã ra lệnh gặp ai là giết người đó, không cần hỏi lý do, cũng không cần trình báo. Thì rõ ràng nếu mà không có thầy Lương là chết rồi. Thì như Bắp nói khúc đầu thì Bắp vẫn hiểu là Thước suy nghĩ bồng bột đi ha. Cái khúc sau là Bắp không hiểu nổi nha. Cái khúc sau ông Thước ông bị bắt. Ông bị bắt. Thì khi đó thầy Lương cũng nói quá đúng đi. Chống trả không có làm được gì hết trơn. Cùng lắm là giết được một người trong cái nhóm kia thôi, mà chưa chắc gì đã đụng được một cái sợi tóc của ai nha. Cứ hăm hăm lăm le cầm con dao trên tay rồi tính xiên người ta. Nếu như lúc đó Thước xiên một trong những nhóm người hộ vệ của lão Mo Chốc á, thì chắc chắn Thước sẽ bị chết. Cho nên thầy Lương khuyên bây giờ chết là vô ích. Muốn chết lát nữa chết, muốn chết từ từ, dùng cái sức lực đó để mà mình làm một cái việc có ích hơn, chứ tự nhiên bây giờ chết giống như là tự sát thôi. Ok, Thước cũng nghe. Cái tới hồi đem đi vô nhốt ở trong, rống cổ lên chửi thầy Lương. Trời, coi tới con fan girl của thầy Lương xe ra hết để mẹ Bắp bảo vệ thầy Lương kiểu vậy á các bạn. Tức dễ sợ tức, đúng không Bắp tức? Khi mà Thước chửi kêu hả, hồi nãy hả, ông không để tôi giết cái bọn đó đi, cho dù giết một người thôi thì cũng được, đỡ hơn là bây giờ không giết đứa nào kiểu vậy. Bảo nhào ra, Bảo chửi lại, trời, nghe mà nó đã cái lỗ tai. Ôi, Bảo chửi lại mà Bắp nghe mà Bắp sướng cái lỗ tai dễ sợ luôn các bạn. Bảo kêu ủa rồi ai khiến cho mọi người rơi vào trong tình cảnh này, rõ ràng hồi nãy là thầy lương nói rồi, thầy Lương cảnh báo mọi người mà tại cậu không nghe, cậu cứ hả kêu mọi người đi vô làm chi, rồi bây giờ lại quay lại trách thầy Lương. Trời ơi, cái đoạn đó thiệt tức cái ông Thước. Báo gì đâu mà báo. Bắp tức ấy, là Bắp tức Thước không nhận ra lỗi của mình. Nhưng mà có thể là lúc đó là căm hận quá, tại vì mặt đối mặt với kẻ thù mà. Mà đã vậy mình còn bị rơi vào trong một cái thế là bị mắc bẫy nữa. Thành ra cũng không thông cảm cho Thước nha. Không. Bình thường là Bắp thông cảm, nhưng bữa nay không. Ai biểu, dám chửi thầy Lương chi? Chửi sư phụ là không được. Và trong tập ngày hôm nay, cái đoạn mà lão Mo Chốc chở cái cuốn cổ đọc kỳ thư ra là Bắp thấy xù. Cái tay nải của thầy Lương á, Bắp nói giống như cái túi Doraemon vậy á, quá trời thứ ở trong đó. Thì cái mà quý nhất á là cổ đọc kỳ thư. Ban đầu Bắp cũng chỉ nghĩ là quy một cái cuốn cổ đọc kỳ thư luôn, nhưng mà khi mà bữa nay có Mo Chốc xuất hiện nè, rồi nói chuyện á, thì mình mới biết thì ra là cái cuốn mà thầy Lương có là chỉ có một nửa thôi. Còn một nửa thì không biết, như thầy Lương nói đó, là cái cuốn của thầy Lương là cái cuốn photocopy, cái cuốn ghi chép lại thôi. Còn cái bản gốc á, là bị đốt rồi. Thì có thể là cái bản gốc bị đốt ở cái phường Miếu Hoang á, là cái đó là bản gốc. Tại vì á, cái bản gốc á, được Cao Côn giấu đi rồi. Rồi sau thì Cao Côn mới đốt cái bản gốc ở trong cái tập Miếu Hoang rồi đó các bạn. Còn cái bản mà thầy Lương có từ xưa cho tới bây giờ là cái bản mà có thể là sư phụ của thầy Lương truyền lại cho thầy Lương. Bởi vì sư phụ của sư phụ của thầy Lương sư phụ của thầy Lương là người viết tác giả của cái cuốn đó, đúng không? Và giống như Ma Chốc nói, cái cuốn đó có thể là sự kết hợp giữa hai thứ, là tất cả những nghiên cứu cả đời của sư phụ của thầy Lương đó là ông Lưu Đỉnh đó, cũng như là một phần một cái cuốn sách mà ông ấy đã tìm ra ở bên trong một cái hang động băng. Rất có thể là như vậy. Nhờ vậy cho nên thầy Lương mới có được một phần của cổ độc kỳ thư. Nhưng mà thực sự hôm nay mới biết là thầy Lương chỉ có một nửa. Mới một nửa thôi mà giỏi như vậy rồi. Cũng đúng ha. Chứ mà biết hết thì cũng mệt á. Biết hết thì chắc thầy Lương siêu phàm luôn á.
cái về cái cuốn cổ độc kỳ thư nó quá là bí ẩn đi các bạn, nó quá là hay ho, nhiều nhiều cái hay ho ở trong đó lắm. Và bây giờ thì mình mới biết thêm một chuyện nữa. Lão Mo Chốc lão lâu đâu có cần cuốn đó làm chi, đâu cần đọc, đâu cần học chi cho mệt. Chỉ cần thả độc trùng vô trong người của thầy Lương, rồi để cho cái con ngải độc trùng làm kén ở tim. Sau đó thì giống như những người nạn nhân trước, cái con độc trùng đó chui ra bên ngoài. Lão Mo Chốc ăn cái con độc trùng đó vô thì sẽ ăn hết tất cả những cái kiến thức của thầy Lương. Trời ơi là trời, kiểu làm bài kiểm tra không cần học bài á các bạn. Thả vô xong rồi lấy ra ăn là có hết kiến thức của cái người đó luôn. Trời ơi khủng khiếp. Bởi vậy cho nên hắn ta mới nói thầy Lương mang đến cho hắn ta một món quà cực kỳ lớn, đó là thực sự thâm sâu những cái kiến thức, những cái sự thông minh mà ngày xưa cho tới bây giờ thầy Lương có được. Nhưng mà chắc chắn một điều là thầy Lương sẽ tai qua nạn khỏi. Nhưng mà tai qua nạn khỏi thì chắc là cũng già đi khoảng chục tuổi nha các bạn, bị lo nhiều quá. Với lại nhóm của họ là 4 người, may mắn thay cũng nhờ thầy Lương gánh thêm còng lưng thì lão Xèn đã có thể chạy đi để mà tìm đường quay trở lại cứu mọi người. Thấy thương lão Xèn dễ sợ thương luôn, cái tự nhiên cái bắp thấy lo nha các bạn. Thước với Bảo thì không lo lắm, thầy Lương thì da dính rồi không có chết đâu, lo lão Xèn. Tự nhiên cái bắp thấy lo cho lão Xèn ngang à, lão Xèn mà có chuyện gì chắc buồn dữ lắm luôn á. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Quỷ Ấn trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.